6G anh ơi. Thực sự là mình cảm thấy kiểu vừa rồi jet lag, kiểu ngày thứ là ngày thứ tư rồi mà cái jet lag của mình nó vẫn còn. Hôm qua ngủ từ 12 giờ 4 giờ đã dậy rồi, xong nằm mãi nó không ngủ được. Đang bật lên cân nặng lên 66,7. Đúng như kiểu mà mình sẽ biết là nó sẽ tăng lên, tại vì khi mà cái ruột, cái tiêu hóa của bạn rồi cái gọi là sao nhỉ, cái sinh học của bạn ấy, trong cả một quá trình nó bị đảo lộn sau bao nhiêu tiếng ấy, mà kiểu mình rất buồn ngủ, rất mệt hôm qua nhưng mà không thể ngủ được nhiều ấy, thành ra cơ thể mình ấy, nó kiểu không được phục hồi, không được đào thải chất độc sâu ấy. Nên là dẫn đến tình trạng gọi là tuy tập nhiều, toát rất nhiều mồ hôi, mình uống 3 400 buổi tập được nhưng mà nó vẫn bị giữ nó rất là nhiều. À, sao? Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ngày mới với phần cái đầu tiên. Vâng, hay lắm, hay lắm, nhân viên của tôi hay lắm, rất là ngon. Thực ra ấy, đây là lần đầu tiên mình ăn bún chả Thanh Hóa. Em hãy cho cảm nhận nhưng đi. Nhưng mà thực ra mình sẽ không định nói là ngon đâu, mình chỉ nói là em xin lỗi. Thế nhá. Chó. Nhớ lại đây. Bây giờ thì các bạn nhớ ý. Cà phê đen, và hôm nay mình sẽ cho Hưng thử uống cà phê đen. Mặc dù hình như là Hưng bảo Hưng không thích uống cà phê đen đúng không? Em bình thường. Ok. Thực ra thì cà phê đen ấy, của cái mà mình bảo với các bạn ấy, nó sai hạt đấy, nó rất là thơm và kiểu nó không hề quá đáng bị chát ấy. Bây giờ đấy, mở đầu ngày mới, ăn uống xong rồi. Mình không muốn trả đâu nhá, không muốn trả đâu nhá, chỉ có mình Hưng ăn thôi. Mình Hưng ăn thôi. Hưng ạ. Nhưng mà anh thèm đúng không? Đây, bây giờ mình sẽ cho Hưng thử. Chỉ cà phê đen đá không nhá. Nguyên chất. Đây, đây anh cầm máy này, em thử luôn. Đây, đây, đây. Rồi, em hãy thử đi. Trước anh biết là em là dày. Một tí thôi, một tí thôi. Thử xem. Đắng không? Đắng à? Không quen à? Bình thường là phải uống cái đường à? Ui mẹ ơi. Đây là không biết bao nhiêu calo nhỉ. 100, 200, không biết được.
Liệu pháp tăng cân không? Ủa thử xem nào. Xem có khác cà phê ở ngoài không? Thực ra đây là cà phê hôm qua mua rồi, say nó phải uống tại chỗ luôn ấy. Kiểu hôm qua mua xong rồi để tủ lạnh một hôm này chắc là nó đỡ ngon đi ấy. Đỡ ngon. Gọi là đỡ ngon. Đỡ không? Đỡ hơn tí. Vâng, các bạn thấy editor của mình rất hardcore, không có thời gian đi tập, đeo hẳn mặt nạ training để ngồi làm việc. Cố lên em, thở đi. Thở đều vào. Thở đều vào để chúng ta còn đi tập nữa. Thở đều vào. Đấy, các bạn nhớ nhá, training mask. Đấy, thấy không? Đấy. Dùng rất là tốt cho việc làm video, tập trung rất là tốt, độ tập trung rất là cao. Hello. Bây giờ mình chuẩn bị đi tập. Và đây, hôm nay mình phải mang 4 chai nước đi. Hôm qua mình uống 4 chai nước trong buổi tập. Các bạn thấy hôm nay mình khác không? Khác không? Nhìn thư sinh không? Các bạn cảm thấy hình ảnh thế nào? Hình ảnh khi mà mình áo sơ mi với hình ảnh khi mà đi tập gym, hay hình ảnh khác nhau thế nào? Comment cho mình biết nhé. Cái nào hợp hơn? Nhìn cái này nó thư sinh hơn đúng không? Ở Thế Hương cũng bảo là nhìn không hợp với anh ấy. Anh đừng mặc cái này. Nhưng mà tại vì bây giờ mình sẽ đi chụp ảnh thẻ để mình còn gia hạn visa. Hôm sau nó đảo sang, hôm 7 sang rồi nên là bây giờ mình phải đi chụp ảnh. Tình hình là không biết là các ông có hay đi chụp ảnh thẻ không, nhưng mà tôi thấy dạo này hình như là dịch vụ ảnh thẻ Việt Nam nó lên rất là nhanh hay sao ấy. Tốc độ chụp ảnh vào, ngồi, chụp một phát xong luôn, Hưng còn không kịp quay, kiểu không hiểu chuyện gì phải xảy ra ấy. Không biết là cái ảnh ấy, không biết có ra hồn không, đẹp trai không. Bây giờ thì mình sẽ để ảnh ở đây. Nhớ. Đẹp trai không? Đẹp chắc là đẹp trai, chắc là đẹp trai. Mình yên tâm là mình nghĩ là mình sẽ đẹp trai. Tự tin là. Ok, bây giờ thì đến giờ phải cởi áo sơ mi ra để chúng ta bắt đầu cuộc chiến của chúng ta với buổi tập thân trên ngày hôm nay. Hình như là có rất nhiều nhóm cơ nhưng mà mình không nhớ đâu. Nhá, bắt đầu. Thế bây giờ ngày hôm nay của chúng ta thì mình sẽ tập vai, tay trước và tay sau, bây giờ là muốn nhấn cơ một tí. Nhưng mà chủ yếu là sẽ vào tay trước và tay sau. Cơ ngực với vai này mà muốn giữ cái ép và ép. Và ở đây thì bài đầu tiên hôm nay thì mình sẽ khác biệt một chút là mình sẽ không tập những bài đấy. Tại vì hôm những cái bài push day này mình đẩy rất là nhiều. Và mình sẽ tập vào luôn với một bài flies và một bài super set nhá. Chúng ta sẽ tập 15 reps với bức đoạn này. Tập nó chậm và có một chú ý đâu mọi người là khi mà mình tập cái này thì mình muốn tập phần nhiều hơn là cái phần ngực ở giữa. Hay là khi mà mình lên thì mình sẽ đưa lên và mình lên sau đó thì chúng ta sẽ sang lên super set với một bài này. Chúng ta sẽ tập với bài là incline friend this fast friend rest. Chúng ta sẽ để sát tay vào này, vào đây này, và cố gắng này hạ hạ cái tạ về phần của chúng ta trở lên chú trợ 10-15 rep cho mỗi bài tập super set năm hiệp. Sang bên danh sách thứ hai của chúng ta thì chúng ta sẽ tập với là combo và chúng ta sẽ tập 3 bài liên tiếp. Ở đây thì đầu tiên mình sẽ tập với vai. Vai của mình sẽ tập là dumbbell lateral raise, là mình sẽ tập 20 reps, khá là nhiều reps. Mức tạ có khi là mình sẽ giảm đi đấy, tại vì là mình muốn tập nhiều reps và tập trung vào vai hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang lên bài tập cho tay trước, đó là bài alternating và supinating curls. Với bài này ấy, hãy để ý là khi mà các bạn đi xuống cái này ấy, để tay thẳng như này cho mình. Tại vì khi mà chúng ta lên ấy, thì chúng ta sẽ gồng được nhiều lực và tập trung lực vào cái cơ tay trước của chúng ta hơn. Sau đó thì với hiệp đầu của chúng ta, với bài đầu tiên là 20 reps, bài này sẽ là bài 8 reps thôi, tại vì mình muốn tập trung tập nặng một chút. Và cuối cùng đó sẽ là bài barbell smooth crusher, là mình sẽ nằm xuống này, để lên để xuống này cho mình trong vòng 12 reps. Và đấy là một dài set của chúng ta, chúng ta sẽ lặp lại 5 lần như vậy, 5 dài set. Và tiếp theo, dài set của chúng ta sẽ tập với combo thứ hai cho vai, tay trước và tay sau. Với vai thì chúng ta sẽ chuyển sang vai sau với bài face pull. Thì mình sẽ tập với bài face pull và mình sẽ để cable cow như thế này. Và mình sẽ kéo về phía tay này. Với mức đại thì chúng ta sẽ tập
10 đến 15 reps mỗi hiệp. Cố gắng ấn nút này, kéo về, cố gắng dùng cùi chỏ nhá. Sau khi 15 reps của vai sau thì chúng ta sẽ hạ xuống này. Để chúng ta tập với vai tay trước. Nhưng mà tay trước ở đây ấy, thì hôm nay mình sẽ tập tiếp theo với cái bài là hammer face, hammer curls của rope này. Và mình sẽ lên nhũ này để chúng ta tập tấn công vào phần ngoài của tay của chúng ta. Sau 10-15 reps nữa thì chúng ta dựng lên một chút. Mình biết là vẫn không phải dựng đấy, nhưng mà mình muốn tập cho tay trước nhiều hơn. Để cuối cùng, giai đoạn set cuối cùng thì chúng ta sẽ ưu tiên vai tay sau nhiều hơn. Và với bài này thì chúng ta sẽ quay trở lại với là face pull. Face pull nhớ nhá, 10-15 reps nhưng mà hãy cố gắng là cầm ở phần trên này này, đừng cầm phần dưới. Chúng ta sẽ có 10-15 reps và cố gắng tập chất với mình, duỗi thẳng ra, đừng cố gắng chỉ đứng như thế này, nó không bao gì cả. Vẫn ngực thẳng, giữ xuống lên, chúng ta thả trả chỉ hấp về, đừng để tạ chạm. Just close your eyes. Công môn tiếp theo của chúng ta thì chúng ta sẽ hạ cái cáp này xuống. Và bài đầu tiên chúng ta sẽ tập với vai trước. Và với vai trước ấy, thì mình sẽ đứng ngược lại ở đây này. Mình sẽ kéo đưa thẳng lên, giữ trở về chậm này, 10 đến 15 reps. Sau đó thì mình sẽ superset với một bài nữa. Các bạn nhớ bài overhead rope chest extension không? Nhớ nhá, với bài đấy thì chúng ta sẽ đưa cái tạ này lên một chút để chúng ta đỡ cái quãng đường đi đúng không? Và cái này thì chúng ta cũng tương tự là 10-15 reps. Quay lại, cố gắng nhá, giơ lên cao này, giữ ở đây một tí, trả xuống, đạt đến độ sâu giãn nhất của cơ tay sau thì chúng ta mới đưa lên. Đừng dừng lại nửa đường, hãy cho nó giãn từ giãn xong rồi chúng ta lên. Và lên ở đây, hãy cố gắng gồng giữ lấy 1 giây đến 2 giây. Lặp lại như vậy, 10-15 reps. Và xong rồi chúng ta sẽ sang bên một bài tay trước là chúng ta sẽ đi ra đây. Khác với bài dumbbell lúc nãy thì bây giờ chúng ta mình sẽ luôn luôn giữ cái bao lòng bàn tay của mình hướng về phía trước và sẽ tập thật là chậm, bước dạ nhẹ hơn như lúc anh rất là nhiều. Mình tập một nửa, lúc anh 15 cân, bây giờ 7,5 cân, nhưng mà số reps nó sẽ là 10-15 reps. Và cố gắng này, luôn luôn giữ áp lực cả hai tay cùng một nhúc, trả duỗi thẳng, duỗi thẳng. Các bạn có thể thấy là khi mà mình trả ấy, thì khi mà xuống sâu nhất ở tay sau, xuống sâu nhất ở dưới tùm thế này thì cái tay sau nó sẽ hơi kích hoạt một chút. Các bạn này lên này và xuống lên này, cái tay sau nó sẽ kích hoạt một chút ở đây. Lặp lại như vậy, 10-15 reps cả hai tay, lên xuống thật chậm cho mình. Như vậy chúng ta sẽ có một giai set cuối cùng của chúng ta. Ok, xong sau khi xong với những cái bài giant set, những bài chính của chúng ta thì bây giờ mình sẽ đến một bài burnout cuối cùng. Và thực sự mình không biết là mình cứ tập bao nhiêu nữa, tại vì thực sự là vai này, tay trước tay sau này bây giờ nó đều rất là mỏi rồi. Còn máy ra cơ ngực nó phục hồi một chút nên là chúng ta sẽ vào một bài chống đẩy, sẽ là tay mình sẽ để hơi rộng theo kiểu mình đẩy ngược ấy. Và mình sẽ tập lúc nào mình sẽ tập chống đẩy bình thường trước, xong rồi khi nào mình chết mình sẽ dùng một đầu gối và cố gắng như vậy để khi mà lúc mà chúng ta thực sự chết. 3 hiệp thôi nhưng mà mỗi hiệp tập đến chết cho mình. Hôm nay mình cảm thấy ôi sao hôm nay kiểu chăn đến lắm luôn. Và thực ra hôm nay mình tập sớm nên là cảm thấy một là tuy là có nóng hơn một chút nhưng mà kiểu nó không có nhiều người ấy. Và mình tập trung hơn rất là nhiều và kiểu có bạn mình tập nữa nên thành ra cũng thi đua nhau một chút. Nói về cái vấn đề đấy ấy, và nói về cái bức tranh với cái thumbnail của chủ đề ngày hôm nay thì mình muốn ra đấy là cái suy nghĩ chạy trong mình mấy hôm nay rồi khi mà mình về Thanh Hóa ấy, và đặc biệt là về Việt Nam. Kiểu mình rất vui. Vì sao? Vui vì là mình cảm thấy phong trào của fitness này, bodybuilding ở Việt Nam đang rất là phát triển. Mỗi người đều biết, có kiến thức và chúng ta tập rất là tốt. Mình cảm thấy là mọi người chỉ ở nhau thế này thế kia rồi rủ nhau đi tập. Mình rất là mừng về vấn đề đấy. Nhưng mà có một chút vấn đề là mình cảm thấy hơi buồn là khi mà nó đã tạo những cái sự ảnh hưởng tốt này và thu hút
đặc biệt là thu hút giới trẻ và các em ấy, các em khoảng tầm 14, 15 tuổi. Và thậm chí là mình thấy có những em bé có 10 tuổi đến phòng gym. Cái đấy thì nó, ngoài vấn đề đấy thì mình sẽ không nói về vấn đề đấy. Nhưng mà với những em trẻ tuổi ấy, thực sự là khi mà mình nhìn thấy cái hình ảnh đấy, có những em rất là tốt, kiểu biết động tác rồi, biết tập chậm. Nhưng mà phần lớn ấy, khi mà các em ở những độ tuổi đấy, thường các em chú ý hơn đến mức tạ nhiều hơn và cảm thấy là muốn thi đua với mọi người nhiều hơn. Nên này thành ra khi mà tập ấy, các em thường có trong đầu những suy nghĩ là làm sao để tập nặng hơn. Và các em không bao giờ để ý đến dáng cả, không đến bao giờ để ý đến form ấy. Nên là thực sự là một cái lời khuyên của mình ấy, mình rất muốn nếu mà mình có cơ hội nói trước tất cả những em nhỏ đang chuẩn bị đã này, đang và sẽ tập gym ấy, mình chỉ mong các em hãy kiên nhẫn. Các em chỉ cần dành tầm nửa năm đến một năm, các em tập trung vào cái động tác đầu tiên, cái động tác các em không quan tâm gì hết, không cần quan tâm đến chế độ ăn này, không cần quan tâm đến mức tạ này, chỉ quan tâm đến một động tác như vậy ấy, thì anh đảm bảo, mình xin phép là được xin anh đảm bảo cái quá trình sau này của các em ấy tiến bộ nhanh hơn rất nhiều so với những bạn đồng trang lứa nếu người ta chỉ có tập trung vào mức tạ, người ta không bao giờ tập trung vào những cái form. Tại vì ấy, khi mà các em tập trung vào cái form, các em sẽ cảm thấy là các em tập vào cơ hơn rất là nhiều. Và khi các em tập vào cơ thì đương nhiên nó sẽ to nhanh hơn. Và to nhanh hơn thì mình nghĩ nó khỏe hơn. Và đặc biệt đấy, khi mà chúng ta không tập đúng form đúng không, thì chúng ta sẽ bị chấn thương. Và thời gian chấn thương đấy, nó sẽ tuy là các em chưa thấy ngay bây giờ, nhưng nó sẽ cộng dồn, tích lũy dần dần. Và khi mà các em đến một cái mức độ nào đó, các em vẫn giữ cái form đấy, các em tập nặng hơn, thì lúc đấy cái cơ thể chúng ta nó không chịu được. Và lúc đấy thành ra chúng ta sẽ bị những cái chấn thương mà cần rất nhiều thời gian để phục hồi. Và có thể nó sẽ mãi mãi nó sẽ di chứng cả đời của chúng ta ấy. Thì nó thực sự là không đáng. Và đặc biệt hơn nữa ấy, lứa tuổi các em là lứa tuổi vàng, mình phải nói là lứa tuổi vàng để phát triển cơ thể. Vậy nên đừng suy nghĩ nhiều quá về vấn đề giảm mỡ, mà hãy dùng thời gian đấy này, một là chúng ta tập vào form này. Nếu mà các em có điều kiện một chút thì hãy đầu tư thời gian một chút ăn uống này, có thể ăn thoải mái cái gì các em thích. Hoặc là nếu mà các em muốn ăn ấy, thì hãy cố gắng ăn nhiều lên để chúng ta xây dựng được một cái cơ bắp gọi là nó to hơn một chút đã. Đừng vội để giảm mỡ. Thực ra khi mà các em tập giảm như thế, nó sẽ ức chế cái quá trình phát triển của chúng ta. Vậy nên là mình thực sự là rất muốn truyền tải đến tất cả những đứa trẻ ở Việt Nam, hãy cố gắng làm sao có được chúng ta một cái kiến thức, có một cái văn hóa để chúng ta cùng nhau xây dựng một cái cộng đồng gym, cộng đồng cái fitness ở Việt Nam nó theo đuổi được với những văn hóa ở những nước phương khác. Mình không cần nói nhanh bằng Mỹ, nhưng mà ấy, chúng ta đang đi lên dần dần rồi, chúng ta hãy đi lên một cách có kiến thức. Và mình hy vọng là sau này mình sẽ được gặp được rất nhiều vlogger an ngữ khác, không phải chỉ riêng mình, mà các em sẽ là tương lai của cái phong trào fitness này. Nên là hãy cố gắng năn nỉ. Và mình sẽ đang cố gắng rất nhiều để có thể truyền tải những cái kiến thức thật là đơn giản, thật là dễ hiểu nhất cho mọi người, để làm sao các em rồi cũng như là những người mới bắt đầu vào làm quen với gym ấy, chúng ta sẽ có những cái kiến thức nó dễ dàng cho học hỏi, và dần dần chúng ta cảm thấy đấy, kiểu như là phát triển tốt hơn rồi, có kết quả tốt hơn, đúng không? Đấy là chỉ những suy nghĩ của mình mà mình giữ bấy lâu nay. Thực ra là hôm qua mình đã nói rồi, nhưng mà mình cũng không quá happy, nên là và hôm nay kiểu mình cảm thấy thoải mái hơn, tâm trạng nó vui hơn, thì mình cũng muốn tóm lại cho mọi người một chút nếu như những suy nghĩ của mình thôi. Nên là nhớ nhá, kiên nhẫn từ ban đầu thì chúng ta sẽ đi được dài. Và vì cái fitness này nó là một lối sống, nó một lifestyle, chứ nó không phải là những cái gì mà chúng ta phải đua nhau trong một thời gian ngắn cả. Kiên nhẫn sẽ giúp các bạn tất cả. Còn chắc là bây giờ mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tối nay mình sẽ với Hưng còn rất nhiều việc phải làm về cái edit, và ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại với một ngày rất là đặc biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.